Thưa quý vị, trong quá trình sử dụng iPhone, đôi khi chúng ta vô tình xóa đi một vài hình ảnh quan trọng mà chúng ta không hề biết. Và đến khi tìm lại thì chúng ta mới nhận ra rằng chúng đã hoàn toàn biến mất. Vậy thì trong trường hợp như thế này, chúng ta phải làm sao đây? Và sau đây sẽ là hướng dẫn để khôi phục ảnh đã bị xóa trên iPhone. Hy vọng sẽ giúp cho quý vị tìm được cho mình những giải pháp khắc phục tối ưu nhất. Thực chất với rất nhiều những phần mềm hỗ trợ hiện nay thì việc chúng ta tìm một phần mềm để khôi phục ảnh trên iPhone thì không hề khó. À, tuy nhiên, Vĩnh Phúc lại muốn giới thiệu đến quý vị chương trình rất hay đó là Doctor Phone. Đây là một trong những phần mềm miễn phí và hỗ trợ đa năng, đa nền tảng trên cả Windows và Mac OS. Phần mềm có cả phiên bản tính phí và miễn phí. Với phiên bản miễn phí thì chúng ta có thể chọn khôi phục một ảnh duy nhất mỗi lần. Quý vị có thể truy cập vào trang chủ của phần mềm như là trên màn hình chúng tôi hiển thị, hoặc có thể đơn giản là gõ tìm là iPhone Data Recovery trên Google sẽ ra ngay. Sau khi cài đặt và khởi động ứng dụng. Chúng ta sẽ có 3 tùy chọn chính từ phần mềm. Đầu tiên là khôi phục từ thiết bị iOS, khôi phục bản sao lưu iTunes và khôi phục iCloud. Để khôi phục hình ảnh hay video quý vị đã xóa trên iPhone, chúng ta chỉ cần cắm cáp kết nối vào máy tính, hãy lựa chọn là recover from iOS device. Để khôi phục trên thiết bị iOS, sau đó thì quý vị chỉ cần bấm là scan. Lúc này thì chương trình sẽ quét toàn bộ hình ảnh, video và cả danh bạ trên thiết bị. Tuy nhiên do đây là phiên bản miễn phí nên số lượng hình ảnh khôi phục được thì cũng khá hạn chế. Sau bước này thì quý vị chỉ cần lựa chọn folder mà mình muốn chứa hình ảnh đã khôi phục là hoàn thành. Trên đây là hướng dẫn khôi phục ảnh đã bị xóa trên iPhone. Ngoài ra là quý vị cũng nên lưu ý những phần mềm này đều có sự hạn chế riêng. Những dữ liệu quan trọng của chúng ta tốt nhất là hãy sao lưu lên iCloud quý vị nha. Để lúc cần chúng ta có thể lấy lại được ngay. Chúc quý vị thực hiện thành công.